Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là điều chưa bao giờ dễ dàng. Nhiệm vụ cao cả này lại càng trở nên khó khăn hơn khi thực hiện trên địa bàn nước bạn Campuchia. Lần theo những con đường mà quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng hành quân chiến đấu, đội chuyên trách K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Quân khu 9 phải vượt qua những chặng đường xa xôi, gập ghềnh, hiểm trở, sâu trong rừng. Khi thì di chuyển bằng xe, khi thì hành quân bộ. Có ngày, các anh phải đi bộ 2-3 ngày đường với chiếc ba lô hơn 30kg trên vai, phải lội qua những khu vực nước ngập tới thắt lưng mới đến được vị trí cần xác minh, hy vọng tìm được các chú, các anh đang nằm lại rất lâu trên đất bạn. Hoạt động ở khu vực là gần núi, điều kiện là để tiếp cận được cái vị trí để tìm mộ liệt sĩ là rất khó khăn. Do đó thì chú quân thì tiếp phẩm thì không được. Rồi khi di chuyển đi đến các điểm mà khảo sát tìm kiếm thông tin đó, thì cũng không có phương tiện để đi, thường để đi bộ hoặc là đi bằng thuyền ở dưới sông suối rất là nguy hiểm. Càng về sau thì là cái những người biết thông tin thì người ta chết dần rồi, cái trí nhớ thì giảm, thì cái thông tin mà độ chính xác 100% thì nó không còn nhiều. Hầu như là con cháu rồi những người ta ở thế hệ sau, người ta nghe chỉ lại nói lại, người ta cung cấp thêm cho mình. Rồi cái việc là cái thực hiện cái sơ đồ mộ trí của mình thì nó thất lạc, rồi cung cấp cũng có cung cấp nhưng mà nó không đầy đủ. Thì quá trình đó là thành lập đội từ năm 2001, thì trước đó thì có rất nhiều đơn vị đã đào tìm, là mà cái việc mà đánh dấu ghi lại thì không có. Đến khi mình đào có khi nó trùng lắp, có những chỗ đào rồi mình không biết. Mỗi ngày qua đi, thông tin lại ít dần. Sơ đồ mộ trí có nhiều thay đổi, cùng với đó là khoảng cách về ngôn ngữ, phong tục tập quán của người dân địa phương khiến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gặp nhiều bế tắc. Nhưng với quyết tâm cao vì những mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và nhân dân ta, năm 2019, Ban Chỉ huy đội K92 đã thành lập mô hình đội tuyên truyền tri ân, gồm những cán bộ am hiểu phong tục tập quán và thông thạo tiếng Campuchia, để đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra soát từng thông tin, nhằm thu thập nguồn thông tin chính xác từ người dân địa phương, rồi vẽ lại sơ đồ mộ trí. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đội K92 cũng thường xuyên giúp đỡ những gia đình người dân Campuchia gặp khó khăn, như hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, cấp thuốc miễn phí cho bà con, bằng tình cảm chân thành của bộ đội Cụ Hồ, tình đoàn kết quý báu giữa hai dân tộc. Trong cái công tác mà thu thập, phải nắm được cái phong tục tập quán của nhân dân trên mọi địa bàn ở đây, đặc biệt là sự quan tâm phối kết hợp giữa lực lượng bạn với mình, đặc biệt là trong nhân dân, trong những cái điều kiện khó khăn, người trong những địa hình, trong những khu xóm hoặc là phun sóc, những gia đình nhân dân người ta đang gặp khó khăn, mình sẵn sàng tham mưu hỗ trợ giúp đỡ họ bằng mọi khả năng của mình. 5 năm qua, đội K92 đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức khám chữa bệnh và cấp hơn 4.300 suất thuốc miễn phí cho bà con nhân dân Campuchia tại các địa bàn đơn vị đóng quân, giúp nhân dân đắp đê ngăn nước, đắp nền nhà, cắt lúa với hơn 2.000 ngày công lao động. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương trên đất bạn, tuyên truyền vận động giúp bà con nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ mà đội K92 đang thực hiện, chống lại những luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Có được tình cảm quý báu, sự giúp đỡ chân thành của người dân và lực lượng vũ trang Campuchia, công việc của đội K92 được thuận lợi hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sớm trở về với đất mẹ. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân của tỉnh Campot với đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang được thực hiện rất tốt. Riêng với đội tuyên truyền tri ân, thực hiện rất hiệu quả công tác tuyên truyền trong nhân dân, từ đó nắm được nhiều thông tin và tìm kiếm được nhiều hài cốt. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp tốt hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn 20 năm qua, dấu chân đội K92 đã in khắp những cánh rừng, ngọn đồi, dòng sông, con suối,
của 24 huyện, thành phố thuộc tỉnh Kampot, Kép, Sihanoukville, Kok Kong của Vương quốc Campuchia, quy tập, cất bốc và đưa về an táng được 2.079 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì sứ mệnh cao cả, chiến đấu vì chính nghĩa, chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot. Ngay cả khi trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đội K92 vẫn quy tập và đưa về nước an táng 81 hài cốt liệt sĩ. Qua triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua thì có thể nói mô hình này mang lại hiệu quả rất là lớn. Đặc biệt đã giúp cho đội K92 có nhiều cái thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ và nhanh chóng là bám sát vào những thông tin này để tìm kiếm các mốc hài cốt liệt sĩ các chú trên đất bạn Campuchia, là thu được nhiều cái kết quả thiết thực. Áo linh màu xanh, vết thương không lành. Công tác quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang nói chung đã đạt được nhiều kết quả, song còn đó rất nhiều hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vẫn đang nằm lại nơi đất bạn. Nỗi trăn trở dai dứt ấy sẽ luôn thôi thúc từng thành viên của đội tuyên truyền tri ân và cán bộ chiến sĩ đội chuyên trách K92 tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, đóng góp sức mình để xoa dịu những đau thương mất mát của thân nhân các liệt sĩ và hàng triệu trái tim Việt Nam đang từng ngày trông ngóng những người con bất tử của dân tộc đón các anh về ngủ yên trong lòng đất mẹ. Đi rồi, nước mắt tôi thèm.